biết gì không. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Nhân Lê Minh đây. Trở lại một video mới ra rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm một bức tường. Bức tường không cần mốt. Không cần mốt. Đây, chỗ này đi. Đây. Làm thôi. À. Các bạn nhấn F3. Rồi nhìn cái phần looking at block. Đây là âm 4. Gì âm 4 xíu nem 3.19. Rồi bên đây. Đây đi thẳng ra đây. F3 cũng như cái phần lúc kia app đây nữa. Đây là 13 xíu nem 3.19. Rồi à, đi lên các bạn ghi phần bên kia trước. Đây là viên trừ 4 cách xíu nem cách không đừng ghi xíu nem đây là 99 cách 3.19. À, cách ra ghi phần bên đây nha. Đây là 13 cách xíu nem cách gì 3.19. Rồi muốn bà lóc gì cũng được. Mình là kính đi. Glass đây. Đấy. Nhanh. Quá nhanh. Đọc với tốc độ bàn thờ à. Muốn làm luôn cái ấy thì cũng làm cũng được. Làm nguyên một khối bự. Đây, chỗ đây đi. Làm luôn nha. Đây là cái bà. Nhìn phần lúc nhé nữa. Làm 4 phần 4 5 2 9 8 à. Đây, bị lên. Ghi cuối phần bên đây. Rồi xem cái ghi phần đây. Ok. Bắt rồi ghi 13 cách 99 cách 3.19 cách 4 cách 64 cách 298 cách cách rồi lắp đây hai. Rất nhanh ha. Ở trên nó không trống này làm thử vô luôn à. Đấy. À, ở trên không trống nó như vậy luôn. À, để mình tên ngoài đó làm nhỏ. Rồi. Lấy. Cái gì nó lắc quá. À để ra lại. Xéo. Nhiều xéo. Đây chưa. Nếu các bạn yêu thích thì để lại cho mình một like và một subscribe để làm tăng thêm động lực để làm thêm nhiều video khác nữa nhé. Bye bye.